Phở là phải có ngò ôm vậy ha. Rồi chưa, đặc biệt phải húng cây nữa nha. Đó. Đó, đó, như vậy nó mới ngon. Quá đã. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên nha. Cứ hết là mình trộn thêm. Dạ. Vậy nó cái rau của mình nó rất là tươi và ngon luôn cô chú, không cần phải lặt cái gì nữa hết trơn á. Em thấy bò viên không? Đây, nhiều lắm nha. Dạ. Thành phần của mình rất là nhiều. Đây nè, chị đã dơ, coi như là một phần này em vớt cái đây nè, bác Ừ. thấy không? Rồi bây giờ là mời bác coi cái nồi phở nha. Dạ. Bây giờ cái nồi phở của mình nè. Đây. Đây. Nấm đông cô, bò lát, bò viên, nấm bầu bầu ngư. Đó, bây giờ nó đang chị đang cho nó sôi bò lát, thấy bò viên nổi lên không? Thơm quá. Nổi lên nè. Đó, đó, thấy thường lắm. Thấy thường lắm luôn. Giờ là cơm tấm là phải có mỡ hành. Dạ. Cái này mình dầu hành nha, trời ơi, ngon quá trời luôn. À, thơm Rồi, quá. rồi, rồi bây giờ nè, lên nè, lên. Rồi, Rồi. một hộp hoàn chỉnh này nè quý vị ơi. Có đồ chua, dưa leo ha. Đó, bì nè, sườn nè. Đó, chả hấp ha. Chung là giống như ở đây mình ăn vậy đó, Dạ. thì Ngon em quá. đây cũng vậy đó. Nói chung là mình cho đồ chay á thì cho vậy, nhưng mà mình cô Lâm cố gắng không làm cho hấp dẫn chút á để cho Dạ. cô chú dễ ăn đó. Yeah. Xin chào quý vị khán giả gần xa đang theo dõi video ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay thì Smart sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn quán chay Tùy Tâm, địa chỉ mới. Chị Long vừa mới chuyển qua bên khu vực kênh Tân Hóa. Thông báo tới quý vị khán giả thì địa chỉ số 145 Âu Cơ. Mà Smart quay chia sẻ với quý vị các bạn về quán chay Tùy Tâm thì hiện tại đang ngừng phục vụ và đã chuyển qua mặt bằng mới rồi nha quý vị các bạn nha. Hiện tại Smart đang có mặt ở đây là địa chỉ số 337 đường kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, quán chay Tùy Tâm, địa chỉ mới. Và ngay bây giờ thì Smart sẽ qua trò chuyện với chị Vương Kim Long và chia sẻ với quý vị các bạn những cái thông tin mới nhất của quán chay Tùy Tâm mới ở bên kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nha quý vị các bạn nha. Hôm nay thì chị Long cùng các anh chị trong quán chay Tùy Tâm cũng làm 255 phần cơm của cô khán giả, cô đặt để đi phát cơm cho bệnh viện, phát cơm cho bệnh nhân bệnh viện và bà con khó khăn. Thì xin mắt thấy thì chị Long cùng các anh chị cũng đang làm rất là nhiều những cái phần cơm bên này đó. Quán chay Tùy Tâm địa chỉ mới ngay đằng sau lưng xin mắt rồi nha quý vị các bạn nha. Rồi ngay bây giờ thì xin mắt mời quý vị các bạn, quý vị khán giả gần xa theo dõi video ngày hôm nay về quán chay Tùy Tâm mới và những cái thông tin mới xin mắt sẽ chia sẻ. Rồi bây giờ mình di chuyển luôn qua bên quán chay Tùy Tâm nha. Hiện tại thì khi mà giờ qua đây được tầm khoảng 1 tuần thì quán đã ổn định mọi thứ rồi, và Smart có mặt để chia sẻ ngay, thông báo ngay đến quý vị khán giả. Do là ở trên kênh á, những cái video trước mà Smart quay chia sẻ thì cũng có cô chú bà con ở xa, nhiều khi tới cái địa chỉ số 145 Âu Cơ thì thấy đóng cửa, cho nên là cũng bình luận ở trên kênh hỏi Smart. Thì hôm nay mình thông báo luôn là địa chỉ số 145 Âu Cơ đã đóng cửa và không còn phục vụ bà con tại quán Tùy Tâm nữa nha, và đang phục vụ ở địa chỉ mới rồi. Đọc lại địa chỉ một lần nữa với quý vị khán giả nha, do là địa chỉ mới cho nên xin mắc xin phép đọc đi đọc lại 1-2 lần để cho cô chú nhớ. Đó là địa chỉ số 337 đường kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Phía trước mặt quý vị các bạn đã là bảng thông tin của quán chay Tùy Tâm, địa chỉ mới nha quý vị. Hiện tại thì chị Long cùng các anh chị cũng đã dời về bên địa chỉ mới rồi. Quán bên số 145 Âu Cơ hiện tại là không còn hoạt động và không còn phục vụ bà con bên đó nữa nha quý vị các bạn nha. Địa chỉ mới của quán ở đây là số 337 này, đường Kinh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Rồi, thời gian phục vụ ở địa chỉ mới là từ 11 giờ đến 18 giờ tối luôn. Phục vụ từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Đó, mua mang về là 15 ngàn này, ăn tại chỗ là 5 ngàn đồng. Các bạn thông tin cũng rất là quen thuộc, chỉ có khác địa chỉ mới thôi của quán chay Tùy Tâm quý vị các bạn ha. Đây là cái con đường kênh Tân Hóa nha quý vị các bạn nha.
À, con đường này cũng rất là rộng rãi luôn. À, hai làn đường để cho ông bà lớn tuổi đó, quý vị khán giả lớn tuổi tới quán thưởng thức đồ chay đó, qua đường nó dễ hơn. Chứ nhiều khi cô chú mà lớn tuổi ở bên cái địa chỉ 145 Âu Cơ đó nó hơi đông xe. Chính vì vậy mà chị Long cũng quyết định dời về mặt bằng mới để cô chú, ông bà lớn tuổi mình tới quán mình qua đường nó cũng dễ hơn. Rồi cái hướng này là quý vị các bạn chạy về hướng đường Âu Cơ nha, đường Thoại Ngọc Hầu, đường Âu Cơ. Xong mắt đang quay tổng quan cái khu vực xung quanh quán chay Tùy Tâm ở bên địa chỉ mới cho quý vị khán giả hình dung cái vị trí ha. Rồi cái hướng này thì mình chạy về đường Hòa Bình nha. Đó, chạy về đường Hòa Bình. Rồi, đó của bên đây thì là quán chay Tùy Tâm này quý vị các bạn ha. Đó, địa chỉ là 337 Kinh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Quán ở đây thì số mắt thấy nó khá là rộng rãi quý vị các bạn, và rất là thoáng mát luôn. Hôm nay thì chị Long cùng các anh chị trong quán làm cơm từ thiện để phát cho bệnh nhân nha quý vị các bạn nha. Đó, làm rất là nhiều những cái hộp cơm từ thiện, hôm nay cơm tấm hay gì đó quý vị các bạn ha. Làm cơm tấm để phát cho bệnh nhân. Thì bây giờ mình vô mình trò chuyện với chị Long để chị chia sẻ nha. Đó, Smart đang quay hết cái quán chay Tùy Tâm cho quý vị các bạn xem. Phía ngoài này thì anh Bình đang vào cơm nha quý vị các bạn nha. Vào đó, cái khay cơm đó, vào những cái hộp cơm. Cơm đây thì anh chị làm từ rất là sớm nha quý vị các bạn. Rồi em chào anh nha. Chào em. Dạ. Rồi mình đi vô trong mình trò chuyện với chị Long chút xíu nha. Chào chị. Rồi em chào chị Long nha. Dạ. Tại vì sáng giờ từ lúc 4 giờ giờ mấy anh chị đang chuẩn bị để mà ra xong cái phần 250 phần cơm tấm á. Hôm nay là 250 phần. 255 phần. Dạ. Để mà của cô Hương á, cô mà lúc trước hay lại cho mình cà phê nhá không? Dạ dạ. Chị của một cô bị ung thư. Dạ. Chị cô đang nằm bệnh viện ung bướu á em. Chắc cũng giai đoạn cuối rồi đó. Dạ. Thành ra là mấy bữa hổm là cô với mấy người con rồi đó là cũng đi cho bệnh viện ung bướu cái cũng được ăn cơm từ thiện. Thành ra là giờ cái cô Hương nói thôi giờ cho cô Hương đặt 255 phần này nè. Dạ. Để mà cô Hương giống như là cũng như là thể hiện cái sự biết ơn bữa giờ cô ăn cơm chổng á. Dạ. Đó thì chị của cô vẫn nằm viện ở chổng nhưng mà bữa nay cô muốn lên cô gửi cơm cho những người đó. Dạ. Thì giờ chị đang làm là 255 phần cơm 255 cô đặt. Phần. Dạ. Cô đặt. Rồi một chút thì ở đây phục vụ là phở chay. Phở chay. Nhưng mà giờ mình lo phần này xong bắt đầu chị quay qua chị nấu phở. Dạ. Rồi, đây là bì nè bác ha. Mấy cái này là Lâm có chia sẻ cách làm hết rồi ha. Dạ. Không ơi, giờ mình qua bên địa chỉ mới bên này là ổn định hết cho chị. Bây giờ bên đây là chị thấy là ok á, tại vì bác biết sao không, chị thuê nguyên căn. Chị nguyên không căn. Còn thuê chung với chủ nữa. Dạ. Tại vì mình làm cái công việc của chị á, là công việc của Long á, là mọi người sẽ hiểu là nhiều khi mình làm rất là khuya. Dạ. Nhiều khi 11, 12 giờ đêm mình làm tới sáng luôn. Đó. Thành ra đôi khi mình ở chung với chủ mình phiền với người chủ nhà. Dạ. Người ta phải giống như nghe ồn á, ta không có ngủ được á. Dạ. Đó thành ra thôi mình thuê nguyên căn luôn. À. Đó bây giờ là bì ha. Chả. Dạ. Nè bác ha. Rồi bây giờ cơm, bây giờ sườn. Đây, sườn nè, 255 phần vẫn còn làm phía sau nha bác ha. Dạ. Rồi ở đây là đồ chua. Đó. Đồ chua. Rồi hấp dẫn chưa? Mỡ hành. Rồi bên đây là cơm đang vô hộp và. Dạ. Sườn phía sau vẫn đang tiếp tục làm nha. Đó. Cơm tấm thì số mắt quay rất là chi tiết với quý vị các bạn rất là nhiều tập trên kênh rồi ha. Về quy trình nấu của chị Kim Long thì đây là những cái topping, những nguyên liệu quen thuộc của món cơm tấm quán sườn chay bì, Tùy chay. Tâm nha. Ở sườn ngoài bì chay, sườn bì chả chay nha quý vị. Ở ngoài sao vẫn còn đang tiếp tục làm nè bác. Dạ. Nói chung chị về bên đây thì chị thấy kỳ này là mình thấy là mình cảm thấy là hài lòng á, vì mình sau nhiều lần mình thuê chung với chủ á. Dạ. Thì mình rút được kinh nghiệm là cái công việc mà mình làm cái này là mình chung chủ rất là khó, tại vì mình làm phiền người ta lắm. Dạ. Đó mình làm sớm tiếng động nó ồn này kia đó. Đây khu vực bếp nè.
Ba đóng cửa lại cưng. Rồi đó, đang tiếp tục làm ha. Đó. Dạ. Và nó rộng rãi, và khu vực mình làm bánh giò là mình làm ở trên sân thượng, ở trên lầu 3. Dạ. Là một cái khu vực riêng của mình luôn ha. Đó. Đó, đây tiếp tục làm sườn tiếp em ha. Đây vô coi mấy chị làm trong này xong mới thấy cũng thoáng hơn rất là nhiều quý vị các bạn. Rồi em chào chị nha. Dạ. Dạ, rất kìa sườn, đau quá. Cái quy trình làm cái chả này số mất cũng đã quay rất là chi tiết từ những cái công đoạn đầu tiên nha, cho tới khi hấp thành một cái khay lấy ra một cách như thế này này, cũng quay rất là chi tiết nhiều tập ở trên kênh rồi. Quý vị các bạn vô coi cái danh sách phát mà có cái mục mà của chị Kim Long đó là đầy đủ hết nha quý vị các bạn nha. À, bì này. Đó, bì chị Long làm rất là ngon nha quý vị, thơm lắm nha, thơm phức luôn. Quay rồi bây giờ quay lại là vẫn còn hèm quý vị các bạn ha, hèm cái món cơm tấm. Cơm tấm chị Long làm thì cô chú bà con rất là thích nha quý vị các bạn nha, và rất là đông nữa. 255 phần cơm tấm chay, cơm tấm sườn vịt chả chay cho bệnh nhân quý vị các bạn ha. Ở đây mới có sườn với chả thôi. Dạ. Cái này mình làm tầm khoảng mấy giờ thì xong mà 9 mình 9 giờ ta lại lấy đây em ơi. À. 9 giờ bên cô Hương lại lấy. Còn bỏ một trái chuối vô nữa. Dạ. Mà chuối mình để riêng sợ nó dập đó bác. Rồi xong rồi bắt đầu là ở đây tụi chị phục vụ phở đó. Phở dạ. Chai, họ đó có ăn phở chai luôn nha. Dạ. Coi như là hôm nay là người nhà cô tới lấy. Đúng rồi chị, tại vì chị không có đi phát được giùm. Dạ. Tại vì giờ này chờ chị bán của chị. Còn như bánh giò chị đi phát giùm được, phải không? Dạ. Tại vì bánh giò chị chở không ra được, còn mặt cơm mà vậy là phải đi xe hơi em ơi. Dạ. Coi là nó bể hết. Rồi, bác bỏ đồ chua đi cơ. Ngon bác. Quá ngon. Thì nói chung là hả, buồn lắm em ơi, vô mình nhiều muốn thấy buồn lắm. Chị là tuần sau là chắc chị lên mình nhiều muốn chị cho bánh giò. Đó là phần bên của mình. Còn cơm thì chị không có cho, chị cho bánh giò thôi. Dạ. Yeah. Cô muốn cho cơm thì chị làm cơm cho cô. Chung buồn. Nghe chị cô giờ chắc cô không qua nổi đâu. Giờ ta làm được thì ta làm á. Dạ. Yeah. Tại vì di căn hết trơn rồi. Di căn hết rồi. Ừ. Buồn lắm. Trời bữa cô lại thấy cô khóc cái buồn ghê. Ờ. Em ơi còn dưa leo nó qua chờ một chỗ để dưa leo bớt đồ chua lên, bệnh nhân cũng không cần ăn đồ chua nhiều quá đâu. Bớt đồ chua là chỗ dưa leo nữa. Còn dưa leo đó. Rồi cho mâm dưa leo thôi luôn. Dưa leo nữa coi như là xong một phần chị ha. Rồi dưa leo và mỡ hành. Mỡ hành nữa, dầu hành nữa. Rồi chuối tới rồi kìa, đó chuối tới rồi đó. Dạ. Rồi chuối đó. Hai người. Đây và mỡ hành đó. Rồi em cứ để đi. Đây là coi như làm xuyên đêm đó bác. Dạ. Giờ mình thuê nguyên căn rồi là giờ nào mình cũng làm được. Giờ nào cũng làm được. Ngủ ở đây luôn. Mấy chị nhân viên ngủ luôn. Đó, rất là nhiều những cái phần cơm ha quý vị ha. Đó, bên này nữa nè. Quá trời luôn. Nguyên canh mà em thấy nó tiện đó chị ha. Đúng rồi. Công việc của mình thức đêm dậy sớm đó. Đúng rồi, là làm coi như qua là tụi chị làm từ lúc 5 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm. Dạ. Xong rồi bắt đầu là lên nghỉ ngơi một chút. Rồi 4 giờ là mọi người xuống mọi người làm tiếp đó. Dạ. Nó vậy đó. Rồi ai mệt mới lên phòng ngủ. Dạ. Mình có phòng riêng cho nhân viên luôn. Đó. Ừ. Chị muốn xây dựng một cái nơi gọi là có thể là chia sẻ những cái bữa ăn cho người cần. Dạ. Và cũng mang lại một cái giá trị gọi là tinh thần về cho những anh chị nhân viên tại đây. Dạ. Tại vì em biết không, làm nhiều khi mệt quá mà không có chỗ nghỉ á. Ừ. Người ta cảm thấy đuối lắm. Còn giờ mình làm gì mệt, ai mệt thì cứ lên phòng nghỉ có phòng hết á. Tại chị thấy đây là có được 5-6 phòng nữa. Dạ. Chung làm mấy cái công việc mà
nấu nướng rồi này kia, quý vị các bạn biết rồi, Sumac cũng quay khá là nhiều tập, đi rất là sớm quý vị các bạn nha. Thậm chí là 2-3 giờ sáng là Sumac đã đi quay chị Long làm món, chế biến món rồi. Mà đi là Sumac tới là trễ đó nha, chị Long nấu là sớm hơn nữa. Chị bắt nên... sao mình vậy đó, nó không có nguy hiểm. Dạ. Ví dụ như lúc trước em nhớ ngoài gia tự không? Nhiều khi 11, 12 giờ đêm trời mưa, trời gió mình phải đi ra. Nhưng mà không ra sao làm? Dạ. Đó mà nhiều khi nguy hiểm ở nhà, mẹ chồng chị với chồng chị với mẹ ruột chị cứ lo dữ lắm. Đúng rồi. Mà chồng chị phải ở nhà coi con. Dạ. Đó mình đi ở nhà, người nhà lo lắng, còn vợ ở đây mình biết bữa nào làm đêm mình ngủ ở đây luôn. Đúng rồi, đúng đó. Rồi. Rất là ok luôn. Xách con chị qua đây luôn. Coi như là bây giờ mình không phải đi sáng sớm làm sớm, là không phải đi chạy xa chạy xe nữa. Buổi sáng nữa quý vị các bạn ha. Chứ mà một mình chị Long mà chạy xe đi buổi sáng 2-3 giờ sáng cũng nguy hiểm quý vị các bạn ha. Em nhớ cái nơi quán mà Lương Minh Nguyệt không? Dạ đi nhớ mà nhá. Chú nhà không la không đó, nó chọn dạ. Cái đường này con đi sớm nhiều nguy hiểm mà không đi sớm sao kịp. Đúng rồi. Rồi phiền rồi chú nhà người ta phải dậy nữa. Dạ. Người ta mở cửa cho mình. Ra giờ là mình biết nhà nào làm hay mình cứ ngủ đây luôn. Ở dù trời không mưa thì đỡ bắt phải không? Dạ. Trời mưa là trời, nhà không có cho đi không á. Cho một 1.000 cái bánh giò. Dạ. Ờ, chị ơi. Tại vì mấy cô chú bệnh nhân là thích bánh giò cực kỳ. Ờ. Mềm á em. Mà chị phải cho ổn định bên đây xong chị mới đi. Tại vì bữa giờ lo giờ chị cũng hết cái tuần lễ rồi. Dạ. Để bắt đầu phục vụ cho cô chú ăn ở đây nữa rồi xong chị mới đi. Bánh giò bắt đầu bữa nay mới gói lại nè. Bây giờ là ổn định rồi chị ha. Ổn định hết mọi việc rồi. Đúng rồi, và bánh giò nó có một cái khu vực riêng của nó luôn. Dạ. Không có chung đụng dưới đây, thành ra nó vệ sinh hơn nhiều. Còn ở bên kia thì anh chị phải gói bánh giò chung với cái quán của mình luôn á. Dạ. Chật quá. Giờ là cơm tấm là phải có mỡ hành. Dạ. Cái này mình dầu hành nha, trời ơi ngon quá trời luôn. Thơm quá. Trời ơi, bây giờ nè, lên nè, lên. Rồi, một hộp hoàn chỉnh này nè quý vị ơi. Có đồ chua dưa leo ha. Đó, bì nè, sườn nè, đó, chả hấp ha. Nói chung là giống như ở đây mình ăn vậy đó. Dạ, ngon quá. Cũng vậy đó. Nói chung là mình cho đồ chay á, thì cho vậy nhưng mà mình cô Long cố gắng không làm cho hấp dẫn chút á. Dạ. Để cho cô chú dễ ăn. Đó. Nhìn quá chất lượng quý vị ha. Rồi xong mà quay cận cảnh cho quý vị bạn xem. Đó. Một hộp cơm hoàn chỉnh sẽ như thế này. Hôm nay là 255 hộp nha quý vị các bạn. Coi như là cô Hương đặt là 250 là cho bệnh nhân. Dạ. Trong phần là để cho ở nhà ăn. À. Lo đi phát không ai nấu cơm. Dạ. Chung là về bên đây dễ vui lắm, về bên đây thấy mấy anh chị người ta làm việc á, người ta được nghỉ ngơi, người ta cũng thấy thoải mái hơn đó bác. Dạ. Chứ còn mấy chỗ kia mình phải ngồi giật ngồi dựa. Chưa lên. Mai mốt để lần sau qua lại đi coi quay một cái nơi sản xuất bánh giò riêng của mình luôn ha. Dạ. Ờ, em nhìn sai em biết đồ chai không bác? Dạ. Nhìn sai em biết đồ nhìn chai không? Thì không biết đâu, nhìn sai không biết đâu. Cái này á, tại vì mình là người mình đã biết ăn chay thì mình biết á. Chứ nếu mà người ta chưa ăn chay lần nào á mà dạ. Mình để vậy đó nhiều khi người ta cũng biết đó là đồ chay đó. Đúng rồi. Trên đây thiếu nè qua, em cứ trả theo hàng vậy đi cho nó dễ ha. Hộp nào xong là mình đóng hộp luôn ha. Dạ. Một trái chuối với cái bịch. Một trái chuối. Dạ.
rồi xong cái mẻ này bắt đầu tới mẻ kế tiếp. Dạ. Rồi ngoài này nữa nè quý vị ha. Đó, quá trời qua đây luôn. Hôm nay là chị Thảo vào nước mắm ha. Vào nước mắm xong là cột lại luôn. Đó, bốn. À, kèm thêm một trái chuối nữa nha quý vị các bạn nha. Ở đây là 255 phần cơm ngày hôm nay ha. Rồi sau khi xong một một đợt vào cơm thì giờ các anh chị đang vào một cái đợt thứ hai nha quý vị các bạn nha. Đó. Mới đủ một lần nữa mới đủ nha quý vị các bạn. 255 hộp. Thì hôm nay là quán phục vụ cho bà con món phở chay nha. Cái này là cơm tấm. Xuân bị chả chay phát từ thiện quý vị các bạn nha. Sáng nay là mốt con chú bố hỏi cơm này hoài sao ta. Không có thời gian lên thăm cô chú từ sao lên. Nó có nhiều chỗ. Quý vị các bạn thân mến, bây giờ là khoảng 10 giờ trưa nha quý vị các bạn ha. Thì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần này, quán chay Tùy Tâm địa chỉ mới. Ngày hôm nay chị Long sẽ phục vụ cho bà con món phở chay nha quý vị các bạn nha. Thì sau khi mà mình hoàn thành 256 phần, 55 phần để mà gửi bệnh viện ung bướu xong thì bắt đầu chị sẽ quay qua, Long sẽ quay qua Long nấu phở ha. Yeah. Thì bây giờ cái nồi phở của mình đang đợi sôi lại, trong thời gian đó thì mình sẽ trộn rau ha. Thì ở đây mình cái rau của mình là trộn sẵn, cô chú chỉ có việc mình bỏ vô tô của chú ăn thôi. Rồi bây giờ đầu tiên là giá nha. Đó, rau ăn phở sẽ có bao gồm có những loại rau sao giá nè. Yeah. Rau quế ha. Yeah. Rau quế nè. Rồi rau ngò gai. Ở đây là mình lặt sẵn sạch sẽ cho cô chú ăn thôi. Đó. Rồi, ngò ôm. Không thể nào thiếu được. Phở là phải có ngò ôm vậy ha. Rồi chưa, đặc biệt phải húng cây nữa nha. Đó. Đó, đó, như vậy nó mới ngon. Quá đã. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên nha. Cứ hết là mình trộn thêm. Dạ. Vậy nó cái rau của mình nó rất là tươi và ngon luôn, cô chú không cần phải lặt cái gì nữa hết trơn á. Cái menu là cố định chưa chị? Hiện tại là mình mới về có mấy ngày ha. Thành ra bây giờ là chưa có cố định, nhưng mà Long sẽ có một cái ngày không bao giờ đổi, đó là ngày thứ bảy là cơm tấm nha. Dạ. Thứ bảy, còn những ngày kia thôi, để hết tuần sau chắc chị mới có lịch quá. Như vậy là bên bên quán Tùy Tâm 1 49 xuyệt 1 Trịnh Đình Trọng là mình phục vụ cho cô chú anh tại quán và đi bộ đúng không chị? Có nghĩa là quán 1 á, quán 1 và quán 2 nó cũng khá gần nhau. Dạ. Nhưng mà quán 1 ăn giá tại chỗ là 2.000 đồng, nhưng mà mình phục vụ chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Là từ 11 giờ cho đến 1 giờ và phục vụ cho những cô chú không có dùng phương tiện là xe gắn máy. Dạ. Vì ở nơi đó chợ không có chỗ để xe. Dạ. Đó là lý do là phải mở thêm một cái chi nhánh khác làm vậy á. Thì nơi đây là những anh chị nào mà mình có xe thì mình vui lòng di chuyển qua đây dùm cho em. Thì ở đây mình bán xuyên suốt luôn là từ 11 giờ cho đến 6 giờ chiều ha. Dạ. Để không có sợ là hết thức ăn. Còn bây giờ mình đi qua kia cái sao nhiều khi 12 giờ rưỡi mình đã hết rồi. Có dạ. ngày thì tới 1 giờ nhưng mà có ngày thì tới 12 giờ rưỡi là mình đã hết rồi. Ừ. Đó, thì mấy cô chú cứ di chuyển qua đây giùm em đi. Thì quán 1 phục vụ chủ yếu là những người lớn tuổi. Dạ. Và những người khách quen hơn gần 5 năm qua của Long. Thì họ biết ở địa điểm đó họ sẽ, cô chú bán vé số đi nghe ông bà ghé vô luôn. Dạ. Đó. Còn mình có phương tiện xe gắn máy thì mình vui lòng di chuyển qua đây giùm em ha. Rồi, đây là cái thao rau Long trộn rồi nè. Đó, hết thì mình trộn thêm nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua nồi phở nha. Wow, nguyên một thau rau ha quý vị ha. Bên này là bánh phở nè. Đó. Rồi mình cho tô lên luôn đi anh Dây ơi. Bây giờ mấy anh chị đang là khẩn trương là dọn dẹp để mà chuẩn bị phục vụ bà ha. Dạ. Rồi bây giờ để chị coi qua cái nồi phở của mình nha bác nha. Rồi thăm qua nồi ha quý vị ha. Rồi. Cũng khá là lâu rồi sao bác mới quay
cái món phở ở trên kênh của Smart thì cũng có quay quy trình rồi ha. Rồi bây giờ cái nồi phở. Đây là cái nồi này. Chưa, nó chưa sôi đâu nó. Em thấy vào viên không? Đây, nhiều lắm nha. Cái thành phần của mình rất là nhiều. Đây nè, chị đã chưa? Coi như là một phần này em vớt cái đây nè, bắt. Thấy không? Rồi bây giờ là mời bác coi cái nồi phở nha. Dạ. Bây giờ cái nồi phở của mình nè. Đây. Đây. Nấm đông cô, bò lát, bò viên, nấm bào ngư. Đó, bây giờ nó đang, chị đang cho nó sôi bò lát, thấy bò viên nổi lên không? Thơm quá. Nổi lên nè. Đó, đó, thấy thương lắm. Thấy thương lắm luôn. Hôm rời về mặt bằng mới thì chị mới ở đây là tới nay là được mấy ngày rồi chị Long ha? Chắc được chọn tuần đó em. Dạ, chọn tuần. Không, 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 mới được 4 ngày à. Thứ năm nữa mới chọn tuần. Dạ. Được 4 ngày đây nè. Đó, bắt ra. Giờ đang sôi nha. Đó, đây giờ đợi cho nồi phở sôi nè. Đây chị vét lên nè. Thơm quá. Đã chưa quý vị? Đó, cái nước phở của mình nè. Để dạ. Cho con cái giá đi cô, cho con xin cái giá đi cô. Rồi những cái thành phần topping ăn ngoài nè bác. Rồi, đó, có nghĩa là chị topping nha. Thì là đây là có là trứng nấm nè. Dạ, trứng nấm là thịt dê nè, thịt bò đó. Rồi nấm đông cô nè ha. Dạ. Một cái tô phở ở đây là 5.000 hoặc là tùy tâm ha. Rồi đây là nấm bào ngư ha. Nấm bào ngư. Rồi bò viên ha. Đậu hũ. Và sẽ là bò lát trong nồi này. Dạ. Bò lát nó mềm mà chị vớt ra nha, lông vớt ra. Rồi kèm là hành hành tây. Đó, mò gai. Rồi. Rồi nè đây. Lát đợi cái này nó mềm nó sôi là lông vớt ra. Tại sao gần hơn 20 phút thì cái bò lát nó đã chín mềm ha. Chị vớt cái bò lát ra để cho nó hoàn thành cái phần trên tủ luôn. Rồi mấy cái này ở dưới đây nó còn nè. Bò lát là đầy đủ topping gì ha. Đúng rồi. Ở trong đây của mình cũng còn nhiều đồ ăn lắm á, chị phải vớt bớt ra. Đó, thấy bác thấy nó nổi lên chưa? Dạ. Đó, bào viên nè, nấm đông cô nè, rồi nấm bào ngư nè. Đó, quá trời. Thấy thương không? Thấy thương gì đâu, không biết sao ngộ quá, không có mê nhịn gì mà mê nhìn đồ ăn không mà. Dạ. Biết sắc kỳ á. Quá thơm. Đó, thấy không? Rồi em cho con coi cái nước nha. Dạ. Xem cái nước phở nha. Quá sáng. Mình đừng có sợ nó đen. Tại vì một lát vô là cái tô phở của mình nó sẽ đẹp lắm. Này giống như màu cánh gián vậy đó. Rồi đó. Vậy là hoàn thành rồi chị ha. Đúng rồi, hoàn thành rồi em. Đó là cái tủ thức ăn của mình nè. Đó, một cái tô phở của mình sẽ bao gồm những cái gì để đó. Bây giờ chị sẽ mời làm cho mời cho bác ăn luôn nha. Còn thấy thương quá bác ơi, thấy cưng quá trời, thấy cưng luôn. Hình như lâu lắm rồi em mới ăn lại phở chay chị Long nấu hả? Rồi bây giờ chị sẽ mời em bắt đầu tô luôn nha. Rồi bây giờ Long sẽ quay mời bác ăn một tô phở nè. Rồi dẹp cái này giùm em luôn đi anh ơi. Đó, có bò lát chị vừa mới vớt lên trên tủ đó chị thấy không? Okay. Đây. Rồi bây giờ mình ăn phở thôi. Em ăn bánh nhiều hết đây. Vừa đói thôi, chưa? Vừa thôi, chờ bụng về ăn với vợ. À ok. Dạ. Yeah. À, thêm một chút nữa thôi, tại ít quá nó cũng không ngon em. Dạ yeah, dạ. Yeah. Rồi, em ăn rau sống được không hay chín? Dạ yeah, được. Rồi, vậy thì chị sẽ múc đồ ăn vô nha. Rồi, rồi. Cho topping nè. Đây là thịt dê, bò đó. Ờ. Rồi, nấm còn. Thì cái tô bắt ăn sao thì ở đây sẽ ăn y chang vậy nha. Dạ. Yeah. Trừ khi cô chú không ăn cái gì thì mình không lấy thôi. Rồi, nấm bào ngư, bò viên. 2 lát, đậu hũ 2 miếng. Vẫn hấp dẫn như ngày nào quý vị ha. Tôi vẫn nhớ em như ngày nào. Hết thuộc rồi. Bữa giờ không thuộc bài nào nữa luôn. Không bài đó không hay á. Nắng nông trường. Bây giờ là anh ha. Dạ. Rồi bây giờ chị sẽ chan nước vào ăn củ cải không? Này là xí quách nè. Xí quách. Rồi, bác ăn rau được luôn hả bác ha? Dạ. Rồi, thôi vậy em ăn rau sống rồi để nó giòn. Ăn rau sống rồi. Rồi bây giờ Long sẽ mời mọi người xem. Trời ơi, cái nước phở thương quá đi em ơi. Đó, tô phở lắm vị ha. Wow. Ăn nước béo không? Nước béo luôn, đầy đủ chị ơi. Béo, cho béo luôn. Về cái quy trình nấu phở đó, số mắt cũng quay nhiều tập rồi. Và đăng lên trên kênh rồi. Cô chú anh chị vào xem nha. À, có cái danh sách phát của chị Vương Kim Long luôn đó. Rồi bây giờ cho tiêu vào. Dạ. Trời ơi, hết tiêu rồi. Cho hủ tiêu liền đi. Đó, quý vị ơi, cho hủ tiêu liền. Hết tiêu. Rồi bây giờ rau vô nha bác nha. Dạ. Rồi bây giờ chị cho rau nè. Nó sẽ có đầy đủ bao gồm những cái rau khác. Hấp dẫn chưa?
Đó, có húng cây, có đầy đủ, là có phải có ngò ôm nữa nha, mới ngon. Đó, dạ. Ngò dài, đó, hai bạc ha. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ mời em ra bàn. Trên dạ. bàn nó có tương đầy đủ, tương đen, tương đỏ luôn anh ơi. Mời quý vị khán giả cùng thưởng thức phở chay với Somat ngày hôm nay nha. Rồi. Rồi, đây là cái tô phở của Somat ngày hôm nay nha. Lâu lắm mới thưởng thức lại cái món phở chị Long nấu nha quý vị các bạn. Đó, hấp bình nè. Đã chưa? Ớt ha. Đây Somat cho ớt với sa tế rồi nha. Tương vô em. Rồi, xịt nó tương vô ha. Tương ớt nè. Rồi, chị Long xịt giùm mình giùm Somat luôn ha. Đây. Đó, trên bàn lúc nào cũng có ớt nè, chanh ha. Chanh thì quý vị các bạn ăn chanh thì mình nặn chanh nha. Để mình ăn thử cho nó như thế nào đó. Đảo đều lên. Vẫn đậm đà như ngày nào quý vị các bạn, thơm. Ngon quá. Nó có xíu cái nước béo đầu cổ ở trên nó thơm. Nó ngậy ngậy á quý vị các bạn. Ngon quá. Rầu nhiều lắm luôn. Hôm nay Somat sẽ ăn thử mình không có phát ra tiếng động qua sao thôi quý vị không? Tập hoài mà tập không được. Đây nè, giờ lấy lên miếng nè. Cái húp nước vậy mà không ra tiếng động, con Somat không biết húp sao nữa. Tại vì cái hơi mình hít vô nó đã kêu rồi. Nó có tiếng rồi quý vị. Dạ, ngon. Quá thiệt. Vẫn như ngày nào. Ngon quá. Anh khách mới mà. Dạ. Khách quen. Ngon quá. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là sáng giờ Somat quay chia sẻ với quý vị các bạn chị Long cùng các anh chị làm 255 phần cơm để phát cho bà con bệnh viện nha. Rồi bây giờ là khoảng 11 giờ trưa. Đó, còn 10 phút nữa là 11 giờ trưa. Thì bà con cũng đang tới tại quán Tùy Tâm ở địa chỉ mới 337 kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và chị Long phục vụ cho bà con món phở chay nha. Phục vụ bà con món phở chay. Thì đây các cô với các anh chị đang xếp hàng và bà con sẽ tự lấy bánh phở. Ăn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu. Đó.
Đấy. Cô ơi, cô ăn đây mấy lần rồi cô? Cô ăn ở địa chỉ mới này mấy lần rồi? Mới 3 lần. À, mới 3 lần, dạ. Yeah. Còn ăn ở bên kia là lâu rồi cô ha? Dạ. Rồi đó, à, anh trai đây anh tự lấy bánh phở ha. Mình lấy trong cái sức ăn của mình đó quý vị ha. Thì anh thêm thì mình lấy thêm. Xếp hàng đi mấy chị ơi. À, lâu rồi Xuân Mắc mới trở lại quán để mà chia sẻ với quý vị các bạn. Mình thấy rất là nhiều các anh chị, cô chú, bà con cũng khá là mới. Không biết là từ bên kia qua hay là bên đây nó quý vị các bạn ha. Nhỏ không anh hả chị? Đầy đủ quá. À, anh Nhân đang lấy rau cho bà con nha quý vị ạ. Anh ở quán mới đây được mấy lần rồi anh? À, anh hai lần rồi. Anh ở bên 145 Âu Cơ qua đây hả? Hay là anh ở ở khu vực này? 145 có cũng vài lần. À, cũng vài lần bên đó rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha, chúc anh ngon miệng nha. Dạ. À, hai cho con đây nè. Dạ. Dạ dạ. Con ăn phần ít, cha ăn phần nhiều. Dạ. Lúc nào nó ăn nè. Dạ rồi. Dạ rồi, em chúc hai cha con ngon miệng nha. Dạ. Đó, bà con đang ngồi ăn không có gian phía trước nha quý vị các bạn nha. À, qua bên đây thì cái mặt bằng nó rộng hơn, có chỗ cho bà con ngồi cũng rộng rãi, rồi có chỗ để xe cũng thoải mái nữa quý vị các bạn ha. Đó. À, Xuân Mắc trò chuyện với một hai vị khách của quán Tùy Tâm mới đó, thì cũng có anh chị cô chú từ bên quán bên số 145 Âu Cơ qua. Cũng có bà con mới ở khu đây mới biết là mới tới được một hai lần. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay Xuân Mắc rất là vui khi mà quay trở lại quán chay Tùy Tâm, địa chỉ mới ở số 337 kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Trong tập này thì Xuân Mắc nhắc đi nhắc lại địa chỉ rất là nhiều lần để cho quý vị khán giả gần xa, cô chú anh chị mình nhớ cái địa chỉ mới của quán chay Tùy Tâm để mà mình tới mình thưởng thức đồ chay nha quý vị các bạn nha. Hôm nay thì chị Long ngoài việc mà làm 255 phần cơm tấm sườn bị chả chay để phát cho bà con bệnh nhân, thì quán ngày hôm nay phục vụ cho bà con món phở chay. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần nha quý vị các bạn nha. Rồi, đó là nội dung trong cái video ngày hôm nay. Xuân Mắc xin phép được kết thúc video ở đây. Video cũng khá là dài rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video tiếp theo nha.
Quý vị khán giả thân mến, thì trên kênh của Xuân Bắc thì Xuân Bắc cũng có lập thêm một cái kênh YouTube mới, đó là kênh Gia Đình Minh Khôi, chuyên đi chia sẻ gieo duyên cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì quý vị các bạn biết ở đâu có những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự chung tay của cộng đồng, quý vị giới thiệu cho Xuân Bắc tới quay chia sẻ trợ duyên cho gia đình, để gia đình có cái sự chung tay từ cộng đồng để mà vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn, và chia sẻ tới quý vị các bạn những cái câu chuyện. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều nhé. Và bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video.